Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào một câu chuyện đầy căng thẳng và bất ngờ. Trong khi anh trai của nhân vật chính và em họ của anh ta đang tận hưởng một buổi triển lãm tranh bình yên, chính lúc đó nhân vật chính của chúng ta phải đối mặt với cơn tra tấn đến cái chết. Câu nói cuối cùng mà anh trai dành cho cô, mày không xứng đáng để có một sinh nhật, không chỉ là sự xúc phạm mà còn trở thành một yếu tố then chốt trong câu chuyện ly kỳ này. Vào ngày hôm sau, anh trai cô với vai trò một chuyên gia phân tích tội phạm, thực hiện một bản phát thảo cho một vụ án giết người tàn nhẫn, nơi nạn nhân bị tra tấn đến chết. Mặc dù phân tích của anh đã vẽ nên một bức tranh đáng sợ về kẻ thù ác và hành vi tàn bạo, anh lại không hề nhận ra rằng nạn nhân mà anh đang điều tra chính là người em gái mà anh ghét nhất. Hãy cùng theo dõi câu chuyện đầy hồi hộp này để khám phá những bí mật ẩn sâu và sự thật chấn động sắp được tiết lộ. sau khi tôi bị giết kẻ sát nhân đã chia nhỏ xác tôi rồi vứt đi cố tình để người ta phát hiện ra hiện trường cảnh sát nhận được tin báo lập tức cử người đến hiện trường đó là một nhà máy bỏ hoang mùi máu tanh ngập tràn nếu không tận mắt chứng kiến tôi đã tưởng rằng ai đó đang đùa giỡn với máu động vật tôi lơ lửng trên không kinh ngạc khi thấy con người có thể chảy nhiều máu đến vậy tôi quên rằng chúng tôi là hai người Chó nghiệp vụ ngửi thấy mùi thịt nát trên mặt đất, bắt đầu sủa điên cuồng. Anh trai tôi nhíu mày, đi đi lại lại xung quanh hiện trường nhiều lần. Cuối cùng, nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh tôi đã trải qua trước khi chết. Anh trai tôi là một chuyên gia phát họa tâm lý tội phạm và xuất sắc nhất trong đội cảnh sát, đã phá được vô số vụ án phức tạp. Cảnh sát chia nhau làm việc, chụp ảnh thu thập chứng cứ, tìm kiếm dấu vết để lại. Họ biết rằng không nên làm phiền anh khi anh đang tập trung suy nghĩ. Thời gian trôi qua chậm chạp, lông mi anh khẽ rung, sắc mặt dần dần trở nên nhợt nhạt, cuối cùng trắng bệch. Anh cầm bút với lực mạnh đến nỗi, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dài xuống thái dương, nhịp thở dần dần gấp gáp. Đây đúng là một vụ án tàn sát kinh khủng. Dựa trên phát họa của tôi, kẻ thù ác có động cơ báo thù, hành động cực kỳ tàn bạo nạn nhân là phụ nữ bị tra tấn sau khi máu chảy cạn thì bị phân xác. Không hổ danh là anh trai tôi, chỉ dựa vào hiện trường mà có thể suy luận chính xác đến vậy. Các cảnh sát dừng tay, tất cả đều nghiêm mặt nhìn anh. Cực hình sao? Anh chắc chắn chứ? Anh trai tôi đã từng chứng kiến rất nhiều vụ án giết người, lẽ ra phải bình tĩnh đối mặt, nhưng lúc này anh lại giống như một con cá mắc cạn. 80 đến cực hình. Mọi người đều hiểu ý anh nhắc đến một phương thức gây án quen thuộc. Anh giơ tay lên, định vẽ trên giấy trắng, nhưng tay run quá không thể giữ vững bút. Một cảnh sát đứng bên vỗ vai anh. Giáo sư Giang, có thể chỉ là trùng hợp hoặc một vụ án bắt trước. Không hiểu vì sao, khi anh đang cố gắng phát họa hình ảnh của kẻ sát nhân, nét bút lại vô tình vẽ ra hình ảnh của nạn nhân. Và hình dáng đó rất giống tôi. Nhưng khi vẽ đến khuôn mặt, anh dừng lại. Tôi biết rằng anh đang nghĩ đến vụ án trước đây. Anh lấy điện thoại ra, tìm số của tôi, dò dự một lúc rồi nhấn gọi. Không ai trả lời. Anh không kiên nhẫn chờ sau 3 tiếng chuông, lập tức tắt máy, chán nản nói: "Không bắt máy thì thôi, đúng là kiêu ngạo quá rồi." Có lẽ vì tôi không bắt máy nhanh như mọi khi, hoặc có thể do hiện trường quá đẫm máu, khiến anh cảm thấy bực bội và khó chịu. Đội trưởng Vương có phát hiện mới, anh xem chỗ này đi, dấu vết máu ở đây có gì đó không đúng. Sau khi nghe có phát hiện mới, anh đi đến chỗ vết máu của tôi. Tôi thấy anh cau mày, đứng lặng trước vết máu. Tiếc thay những dấu vết tôi để lại ngày càng nhiều máu hơn. Sau khi một lượng lớn máu khô lại, chỉ còn lại những dấu vết kỳ lạ, nhìn giống như vết cào khi nạn nhân giãy rụa trước khi chết. Nhân viên khám nghiệm hiện trường chụp ảnh lại, rồi suy đoán lời nói đó được tất cả mọi người đồng tình tôi lo lắng hét lên với anh trai anh ơi hãy nhìn kỹ thêm một chút nữa có thể anh sẽ phát hiện ra bí mật em để lại anh nhìn lại một lần rồi cuối cùng các cảnh sát rời đi về đến trụ sở cảnh sát anh tiếp tục tức đêm làm việc phát họa chân dung kẻ sát nhân dựa trên những bức ảnh tại hiện trường nhưng cũng như vụ án còn tồn động trước đây anh chỉ có thể vẽ được đường nét của hung thủ mà không thể phát họa được khuôn mặt từng tờ giấy vẽ bị anh nhầu nát, ném đầy khắp sàn nhà vì bực tức. Tôi biết rằng anh đang mắc kẹt trong vụ án treo trước đây. Giáo sư Giang, hay là về nghỉ trước đi, đợi tìm thấy toàn bộ thi thể thì sẽ có thêm manh mối. Anh trai xoa xoa thái dương, chấp nhận lời đề nghị. Ba năm rồi, anh vẫn chưa vẽ được chân dung hung thủ, sao có thể giải quyết trong một đêm. Trong 5 ngày tiếp theo, thi thể của tôi lần lượt được tìm thấy một cách kỳ lạ và dễ dàng đến khó tin. Tôi đoán rằng đó là do hung thủ cố tình sắp đặt, nếu không phải vậy, với cách mà họ ra tay, cả đời này tôi cũng không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Tôi từng nghĩ rằng hài cốt của mình nhiều nhất cũng chỉ bị chặt thành 8 mảnh, vì người đó đã rút hết sự vẫn nộ lên cơ thể tôi. Nhưng khi nhìn thấy gần trăm mảnh vụn tôi và những người phụ chế đã choáng váng đến mức nôn mửa. Đúng lúc này, anh trai tôi bước vào phòng làm việc, nhìn đống thi thể lộn xộn, anh nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi. Đã tìm đủ thi thể chưa? Sao lại nhiều thế này? Giáo sư Giang chỉ còn thiếu hộp sọ, hiện tại có thể xác định nạn nhân là hai cô gái, phù hợp với lượng máu tại hiện trường. Anh trai tôi bịt miệng mũi, cô nén cơn buồn nôn sinh lý có thể bắt đầu công việc phục chế không? Nhân viên phục chế không thể nhìn trực diện vào thi thể, thở dài. Tất cả đều bị trộn lẫn vào nhau, rất khó phân biệt. Công việc này vô cùng khó khăn. Danh tính của nạn nhân rất có thể sẽ phải phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm DNA. Danh tính của nạn nhân rất có thể sẽ phải phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm DNA. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng lắp ráp và khôi phục. Việc đầu trên thi thể sẽ có manh mối. Hiện tại điều duy nhất có thể xác định là nạn nhân là hai phụ nữ trẻ, khoảng 25 đến 30 tuổi. Anh trai tôi gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài, nôn ra nước chua trong nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy rất có lỗi, đã chết rồi mà còn làm anh kinh tởm. Trong cuộc họp của tổ chuyên án, anh trai tôi táo bạo đưa ra suy đoán. Hung thủ này đã hành hạ hai người phụ nữ, ngoại trừ khả năng giết người vì tình, tôi có thể chắc chắn đây là vụ giết người vì thù hận. Tâm lý của hung thủ rất vững vàng nhưng khả năng chống điều tra lại rất kém điều này cực kỳ vô lý trừ khi gã cố ý để chúng ta phát hiện hiện trường và thi thể nhưng gã lại trộn lẫn các mảnh thi thể với nhau cố tình làm tăng độ khó cho công việc của chúng ta như thể đang thử tách xem liệu chúng ta có thể tìm ra manh mối hay không anh trai tôi thật xuất sắc đoán hoàn toàn chính xác tiếc rằng không có phần thưởng nào cho anh cả ý của cậu là khiêu khích có thể gã có thể đang ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát tiến trình của chúng ta. Kết quả xét nghiệm DNA sẽ có sau 3 ngày. Tôi đề nghị dự kiến danh tính nạn nhân sau khi có kết quả. Tiểu Giang à, cậu nghi ngờ vụ án này và vụ án năm xưa là do cùng một hung thủ. Anh trai tôi yếu ớt gật đầu, đôi tay nắm chặt nổi đẩy gân xanh. Nếu tôi không đoán sai, chỉ cần chúng ta tiếp tục bế tắc, sẽ có thêm bất ngờ khác. Đội trưởng Vương, khi nghe dự đoán của anh trai tôi, mắt đỏ hoe quay lưng lại và đấm mạnh vào tường đủ cầm thú chết tiệt này vì suy đoán của anh trai tôi sau cuộc họp đội trưởng Vương giữ anh lại Tiểu Giang à dù suy đoán của cậu đúng hay sai hai anh em cậu phải chú ý đã an toàn cá nhân đội trưởng Vương yên tâm tôi sẽ bảo vệ tốt cho ngài Sai ánh mắt kiên định của anh còn kiên định hơn cả khi anh gia nhập đảng quả nhiên anh chỉ kiên định bảo vệ em họ ngải dai khiến tôi cảm thấy như có một cục bông ướt nghẹn trong phổi khó chịu đến mức tôi muốn chết thân lần nữa đội trưởng vương cau mày không hài lòng trách móc anh không tôi đang muốn nói đến em gái ruột của cậu tư văn anh trai tôi những mày cười lạnh nó quý mạng sống của mình lắm không cần lo lắng về an toàn của nó đâu nhìn thấy anh trai tỏ vẻ thở ơ với tôi đội trưởng vương định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ vỗ vai anh Nhiều năm đã trôi qua rồi Cậu vẫn không thể buông bỏ sao Cậu ấy là người thân duy nhất Mà ba mẹ cậu để lại cho cậu đấy Nó nói dối khiến mẹ tôi chết Tôi không thể tha thứ Nó không xứng đáng làm người thân của tôi Em gái ruột của tôi chỉ có ngải dai Người anh trai luôn giữ bình tĩnh của tôi Khi nhắc đến chuyện năm xưa Gương mặt trở nên dữ tợn Và mất kiểm soát Đội trưởng Vương Ông biết nó hôm qua đã yêu cầu quá đáng gì với tôi không? Nó dám mong tôi tổ chức sinh nhật cho nó vào ngày rỗ của mẹ. Nó không tim không phổi, mong tôi nói với nó lời sinh nhật vui vẻ. Đội trưởng Vương, hôm nay là sinh nhật của Ngài Giai, tôi phải về nhà. Tôi rơi nước mắt như mưa, mẹ đã mất bao nhiêu năm, tôi cũng đã bấy nhiêu năm không có sinh nhật. Tôi biết mình không xứng đáng, nhưng anh à, hôm qua em thật sự không cố ý làm anh cảm thấy kinh tởm em chỉ đang cố gắng nhắc nhở anh hy vọng anh có thể hiểu cũng mong trước khi chết thực sự nghe được anh nói một câu sinh nhật vui vẻ cuối cùng đó vẫn chỉ là khát vọng xa vời của em tôi lặng lẽ theo anh về nhà trên đường về anh ghé mua một bó hoa hướng dương rực rỡ mà ngài giai luôn yêu thích và còn chọn thêm một chiếc bánh sầu riêng món mà cô ta rất mê anh tỏ vẻ hài lòng liên tục gọi vài cuộc điện thoại cho ngài giai nhưng mãi vẫn không có ai bắt máy nỗi lo lắng trong lòng anh bắt đầu dâng lên. Anh hoảng hốt, sợ rằng điều gì đó không hay đã xảy ra với ngải dai. Anh nhấn ga, lái xe vượt qua 10 chiếc xe khác và chèn qua 8 chiếc xe. Ngồi ghế phụ, tôi cảm nhận rõ ràng sự hoảng loạn trong lòng anh. Khi đến nơi, anh vội vàng xuống xe, chạy nhanh như cơn gió vào nhà. Tay anh run rẩy khi đặt lên tay nắm cửa, nhưng lại không dám dùng lực để mở. Ngải dai, ngải dai, giọng anh run run để lo lắng sự hoảng loạn này tôi chỉ thấy một lần trước đây khi ba mẹ mất cánh cửa phòng bỗng bật mở ngải giai xuất hiện rủi mắt ngái ngủ đôi mắt cô đầy vẻ trách móc anh sao giờ anh mới về à anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao nhìn thấy cô trách móc anh tôi không khỏi ghen tị ngải giai có thể vô tư trách móc có thể vô tư dựa vào anh mà không phải lo lắng điều gì không giống như tôi, chỉ biết yếu ớt cầu xin một lời chúc sinh nhật từ anh mà vẫn không được. Khi chắc chắn rằng, ngày dài không sao, anh mới thở vào nhẹ nhõm, cả người như được giải thoát. Anh ôm chặt lấy ngải dai, như thể vừa mất rồi lại được tìm thấy. Dai dai à, em không nghe điện thoại, làm anh sợ muốn chết. Anh, xin lỗi anh, em chờ anh lâu quá nên ngủ quên mất. Giọng ngải dai đầy áy náy nghẹn ngào. Anh sợ nhất là thấy ngải Giai khóc, nên lập tức dịu giọng an ủi. Một ngày quan trọng như thế này, làm sao anh có thể quên được? Anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một hộp trang sức cũ kỹ, giống như đang làm ảo thuật. Dài dài, sinh nhật vui vẻ. Khi nhìn rõ món đồ trong hộp, tôi lập tức cảm thấy cơn giận bùng lên. Tôi muốn lao tới giành lấy, nhưng không thể ngăn anh trai lấy miếng ngọc ra và đeo lên cổ ngải dai. Đó rõ ràng là món quà sinh nhật mà mẹ đã mua cho tôi. Tại sao lại đưa cho ngài Sai? Tôi hiểu rằng anh nhớ mẹ và tôi sẵn lòng để anh giữ miếng ngọc như một kỷ niệm. Nhưng ngài Sai thì là gì chứ? Ngài Sai biết rõ ý nghĩa của miếng ngọc này. Cô từ chối nhưng tay vẫn vút ve miếng ngọc trong lòng nửa mừng nửa lo. Cảm ơn anh nhưng miếng ngọc này là quà sinh nhật gì để lại cho em gái Tư Văn. Em không thể nhận được. Nếu lỡ Tư Văn trở về nhìn thấy, nếu cô không muốn thì hãy tháo ra đi chứ. Cái kiểu giả thạo này của cô ta, tôi thật sự chịu không nổi. Anh trai lập tức không vui, ngắt lời cô ta. Đây là di vật của mẹ anh, không liên quan gì đến Giang Tư Văn. Người anh trai nho nhã lịch sự của tôi, khi mắng tôi thật sự đã không giữ được vẻ điểm tĩnh. Trong mắt ngải sai thoáng lóe lên một tia đắc ý. Nhưng cô ta nhanh chóng giả bộ quan tâm tôi. Anh à, em gái tư văn của anh vẫn chưa về nhà sao? Nhiều năm trôi qua như vậy rồi Gần đây anh có liên lạc với em ấy không? Nhờ phước của cô Tôi mới có thể bay về nhà đấy Nghĩ đến nỗi đau đớn của cực hình mà tôi phải chịu Tôi không kìm được ý nghĩ Muốn bóp chết ngải dai Ngày vui vẻ như thế này Nhắc đến nó làm gì Em không sợ rui xẻo sao Anh trai tôi chưa bao giờ che giấu sự tràn ghét đối với tôi Nhưng anh vẫn lấy điện thoại xác định gọi Đột nhiên ngải giai ôm ngực Nét mặt đầy khó chịu Anh ơi em em khó chịu quá, vừa mới đây còn đầy u ám vì tôi, giờ anh lại trở nên lo lắng gấp gáp, dai dai em thì khó chịu ở đâu? anh ơi, ngực em đau quá, em cảm giác như sắp chết vậy. nghe thì những lời này, anh lập tức bế ngải giai định đưa đến bệnh viện, nhưng ngải giai từ chối. anh đừng làm to chuyện, bệnh cũ thôi mà. sự tức giận và áy náy hiện rõ trên mặt anh. Anh giận dữ vì vụ tai nạn do tôi gây ra. Cảm thấy có lỗi vì Ngài Giai bị liên lụy. Nhưng chỉ có tôi mới biết Ngài Giai không hề có di chứng. Cô ta chỉ đang giả vờ thôi. Nhưng anh lại rất tin tưởng cô ta. Hoàn toàn tin tưởng. Tôi vừa mong anh sớm phát hiện ra sự thật. Lại vừa sợ anh phát hiện ra. Sáng hôm sau, anh trai tôi nhận được một cuộc gọi. Sau đó vội vã chuẩn bị bữa sáng cho Ngài Giai rồi rời đi nhanh chóng. Ngài Giai lo lắng hỏi. Anh ơi Vụ án chặt xác có manh mối rồi sao? Anh không chần chừ mà gật đầu. Đúng vậy, tên hung thủ này rất ngông cuồng. Hắn đã gửi một lá thư đe dọa đến. Ngải dài kinh hãi thốt lên. Thật đáng sợ. Anh ra ngoài nhớ phải cẩn thận nhé. Anh nghiêm nghị đáp. Dai dai à, em cũng phải cẩn thận. Anh nghi ngờ hung thủ chính là kẻ đã giết ba anh năm xưa. Nếu em phát hiện điều gì bất thường, hãy lập tức kêu cứu ngay nghe thế Ngài ra nhìn anh trai với vẻ mặt tài mét vội vàng gật đầu rồi do dự nói anh à em nghĩ chúng ta nên báo cho tư văn biết lợi như kẻ đó điên rồ hai em ấy thì sao anh trai tôi lập tức bác bỏ không cần lo cho nó đâu nếu hung thủ có ý định ra tay cũng sẽ nhắm vào anh em mình thôi nó chỉ là kẻ vô dụng không đáng để bọn họ bận tâm vô dụng ư thì ra trong mắt anh tôi chỉ là một kẻ vô dụng tôi cười mà nước mắt rơi lãi chã khi anh đến cục cảnh sát, đội trưởng Vương trao cho anh một bức tranh. Bộ phận kỹ thuật đã nhanh chóng xác nhận rằng máu này là của một trong những nạn nhân. Trên bức tranh, một đóa hoa bỉ ngạn được vẽ bằng máu của tôi, sống động đến mức tưởng như thật, nếu không vì mùi tanh hôi, có lẽ đây sẽ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Anh trai tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh, vẻ mặt đầy bối rối và khó hiểu. Đúng lúc đó, nhân viên phục chế thi thể đã đến báo cáo kết quả mới nhất. Đội trưởng Vương, chúng tôi đã sắp xếp lại thi thể của hai người suốt đêm. Hiện tại đã ghép lại được phần lớn nhưng vẫn còn một thi thể thiếu hai phần. Đội trưởng Vương ngay lập tức dẫn anh trai tôi đến phòng làm việc để kiểm tra. Theo lý thuyết, hùng thủ sẽ không phân tán xác vì chỉ hai mảnh nhỏ trừ khi chúng là chìa khóa để giải quyết vụ án giống như hộp sọ. Anh trai tôi nhìn chằm chằm vào phần thi thể còn thiếu đứng lặng người, sững sờ. Có thể hung thủ cố ý làm vậy, hoặc cũng có thể kỹ thuật vân xác của hắn chưa hoàn hảo. Phần còn lại của tôi bao gồm một vết bớt đỏ dưới chân và một vết sẹo hình chữ thập trên cổ tay để lại từ hồi nhỏ khi tôi ngã từ trên cây xuống. Nếu hai mảnh này được tìm thấy hoàn chỉnh, tôi tin rằng anh trai sẽ không cần đến hộp sọ hay ADN mà vẫn có thể ngay lập tức nhận ra tôi là nạn nhân. Anh cố gắng quay mặt đi, tiếp tục nhìn vào bức tranh hoa bỉ ngạn trong tay. Giọng nói khàn khàn, ánh mắt đượm buồn. Đội trưởng Vương, tôi có thể xem lại hồ sơ vụ tai nạn xe của mẹ tôi năm xưa không? Tại hiện trường vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của mẹ tôi và dì tôi. Cũng có một bức tranh, trên đó chỉ viết ngoài ngoạc ba chữ, hoa bỉ ngạn. Vụ tai nạn đó đã được điều tra đến tận cùng và kết luận là một tai nạn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bức tranh hoa bỉ ngạn này khiến anh trai tôi và đội trưởng Vương không thể không xem xét kỹ lưỡng. Mặc dù một bức là tranh, một bức là chữ, nhìn qua có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng trình độ vẽ và viết cũng khác xa. Đội trưởng Vương vẫn tin vào trực giác của anh trai tôi. Anh lật dở hồ sơ vụ án, so sánh hai bức tranh. Không thể nào, chắc chắn tôi đã đoán sai. Đội trưởng Vương không hiểu ý anh. Tiểu Giang, cậu có suy luận gì không? anh trai tôi lập tức lắc đầu có lẽ chỉ là trùng hợp nếu không năm đó giang tư văn không thể sống sót đội trưởng vương biết mỗi khi nhắc đến tôi anh trai lại dễ xúc động nên nhẹ nhàng hỏi dạo này cậu có liên lạc với tư văn không vụ này tốt nhất nên nhắc cô ấy một tiếng anh trai tôi không vui ngẩng đầu lên đáp đội trưởng tôi đã nói rồi mà nó chẳng liên quan gì đến tôi cả đội trưởng vương lập tức hỏi tiếp Nghĩa là từ ngày đó đến nay Cô ấy chưa từng liên lạc với cậu Anh trai tôi càng tỏ vẻ khó chịu Tôi phiền nó muốn chết Sao ông cứ hỏi chuyện của nó hoài vậy Tôi đứng bên cạnh cười khổ sở Anh à Sau này không cần lo em làm phiền anh nữa Lãnh đạo tỉnh đã cử chuyên gia Của tổ trọng án đến Yêu cầu gặp giáo sư Giang ngay lập tức Một nữ cảnh sát vội vàng chạy vào thông báo phá vỡ bầu không khí căng thẳng Tìm tôi Anh trai hỏi có vẻ ngạc nhiên vâng họ đích danh yêu cầu gặp giáo sư giang đội trưởng vương liếc nhìn anh trai tôi nhíu mày tiểu giang cậu đi ngay đi có tiến triển mới tôi sẽ báo cho cậu biết trong phòng khách đội trưởng của tôi đỗ đào sau khi tự giới thiệu liền nghiêm túc hỏi giang tương yêu dạo này gần đây cậu có liên lạc với em gái ruột của cậu không anh trai tôi ngạc nhiên đáp sáng nay chúng tôi còn ăn sáng cùng nhau có chuyện gì vậy đỗ đào ngắt lời không phải của em họ của cậu Tôi đang nói đến em ruột của cậu, Giang Tư Văn. Anh trai tôi lập tức tỏ vẻ kinh bỉ, giận dữ nói. Nó lại gây chuyện ở ngoài rồi phải không? Nhìn ông lo lắng thế kia, chẳng lẽ nó đã giết người rồi à? Nghe vậy, Đỗ Đảo cố nén giận, hạ bàn tay đang dơ lên và nói với giọng nghiêm trọng. Cô ấy là cảnh sát chìm dưới quyền của tôi, đã mất tích và mất liên lạc suốt một tuần nay. Tôi sợ rằng cô ấy đã gặp chuyện không may. Nếu cậu có liên lạc với cô ấy, hãy cho tôi biết thời gian và nội dung của cuộc gọi cuối cùng anh trai tôi ngạc nhiên không thể tin nổi vào tai mình đùa đấy à nếu nó mà là cảnh sát thì tôi cũng đã trở thành đội trưởng điều tra hình sự rồi nó sống trụy lạc không có học vấn không nghề nghiệp làm sao mà có thể là cảnh sát được đội trưởng đỗ Hà, chắc là ông nhầm rồi đỗ đảo không kiềm chế nổi cơn giận nghiến răng nói cô ấy là em gái ruột của cậu tôi biết hai anh em cậu có nhiều mâu thuẫn nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng đây có thể là hiểu lầm. Nếu cô ấy chết rồi thì cậu được lợi ích gì chứ? Nó không phải là em gái tôi và giữa chúng tôi cũng không có gì để mà hiểu lầm. Nể mặt ba mẹ cậu, nếu nó chết thật tôi sẽ lo hậu sự cho nó. Anh trai tôi gần như run rẩy khi hét lên những lời này. Đã 10 năm trôi qua nhưng anh ấy vẫn hận tôi như vậy. Rõ ràng tôi đâu có tội lỗi gì. 10 năm trước để mừng sinh nhật lần thứ 15 của tôi, mẹ đã đến sân bay đón dì và ngài sai về nước, rồi sau đó đưa chúng tôi đến trường cảnh sát để đón anh trai. Ngài Giai nhìn thấy chiếc ngọc bội mà mẹ tặng tôi, cô ấy trầm trồ ngưỡng mộ. Tư văn, chiếc ngọc bội này thật đẹp đấy. Tôi có chút đắc ý. Tất nhiên rồi, đây là món quà mẹ tôi đã đích thân đến chùa xin, được sư thầy cao tay khai quang nữa đấy. Trước đây, mẹ tôi không mê tín, nhưng sau khi ba tôi hy sinh bà chỉ mong muốn tôi và anh trai được bình an ngài dai nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ngọc bội không rời mắt rồi thuận tiện đưa cho tôi một cốc sữa em gái đây là sữa dâu mà chị đặc biệt mua cho em ở sân bay bụng đang đói tôi liền nhận lấy sữa uống ngay nhưng chẳng bao lâu sau tôi bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội giống như đã ăn phải thứ gì đó hỏng tôi vội vàng nói với mẹ mẹ ơi con đau bụng quá mẹ tìm nhà vệ sinh gần đây cho con đi Mẹ tôi lo lắng tìm kiếm và cuối cùng cũng phát hiện ra một nhà vệ sinh công cộng gần đấy. Tôi vừa xuống xe chạy vào nhà vệ sinh thì một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào xe của mẹ tôi. Tôi quay lại nhìn, mắt mở to như muốn nứt ra vì kinh hoàng, trước mặt tôi chỉ toàn là máu. Sinh nhật của tôi từ đó trở thành ngày rỗ của mẹ và dì. Ngài giai may mắn được dì che chắn nên sống sót, chỉ bị mảnh kính đâm vào ngực, sau khi đưa ngài giai vào bệnh viện, Bác sĩ nói rằng cô ta không sao Tôi mới mệt mỏi ngồi sụp xuống tìm anh trai Khi anh ấy đến Mẹ và dì đã được phủ khăn trắng Tôi lao vào lòng anh Tìm kiếm sự an ủi Nhưng anh ấy lại đẩy tôi ngã xuống đất Đổ nói dối Mày đã hại chết mẹ Tôi hoang mang cố giải thích Anh em không nói dối Em đã uống sữa dâu mà ngải dai đưa Nên mới bị đau bụng mà Anh trai tôi đá mạnh vào chân tôi Mày vẫn không chịu nhận lỗi Ngải dai cũng uống tại sao em ấy không sao chỉ có mày là bị đau bụng mẹ và dì chết rồi mày hết đau bụng chưa tận mắt chứng kiến người thân yêu ra đi trước mắt cơn đau bụng không còn là điều tôi có thể bận tâm nhưng đó trở thành tội lỗi mà tôi không thể trốn tránh mày chỉ nói đau bụng đã khiến hai người chết tại sao người chết không phải là mày phải tại sao người chết không phải là tôi đó là câu hỏi tôi đã tự hỏi mình vô số lần trong tang lễ anh trai và ngài sai đều đội tăng chỉ có tôi thì không vì tôi không xứng đáng trước mộ mẹ cuối cùng anh trai cũng cho tôi quỳ từ xa nhưng khi ngài sai đột nhiên đau ngực và ngã vào lòng anh khóc nức nở anh tư nghiêu, sau này em có phải trở thành trẻ mồ côi rồi không anh trai tôi hoảng loạn trấn an cô ta Dài dai à em không phải trẻ mồ côi từ nay anh sẽ là anh ruột của em rồi anh quát tôi cút xa ra đừng làm bẩn đường luân hồi của mẹ và dì nếu tao còn thấy mày làng vàng trước mặt dai dai nữa tin không tao sẽ đánh mày thật đấy lúc đó ngài dai nhơ mắt nhìn tôi với ánh mắt căm ghét nhưng khi anh trai cúi đầu cô ta lại giả vờ yếu đuối và đau lòng cô ta không bị thương chỉ đang giả vờ bệnh mà thôi ngài dai cũng góp phần trong cái chết của mẹ và dì tôi hận cô ta cơn giận của tôi trào ra như cơn mưa lớn anh anh không cần em nữa sao Em mới là em gái ruột của anh nếu không phải vì cốc sữa dâu của ngài dai chuyện này đã không xảy ra tại sao ngài dai không có lỗi tại sao chỉ mình em là có lỗi nhưng anh trai tôi không tin lời tôi anh mắng tôi mày đã phạm lỗi thì phải dũng cảm nhận chứ không phải đổ lỗi cho người khác ngài dai vì mày mà thành trẻ mồ côi nhưng đến giờ em ấy vẫn chưa trách mày một lời lòng tin của tôi từ đó sụp đổ hoàn toàn không ai yêu tôi tôi tự buông thả bản thân, bỏ học và trở thành một đứa trẻ hư để thu hút sự chú ý của anh trai. Anh đã chú ý đến tôi, nhưng là vì anh ghét tôi làm ô uế gia đình và đã loại tôi khỏi hộ khẩu, cắt đứt quan hệ với tôi. Từ văn, tôi không thể chấp nhận việc cô là em gái của tôi. Tự hủy hoại bản thân là lựa chọn của cô, nhưng nể tình anh em, khi cô chết, tôi sẽ lo hậu sự. Tôi tuyệt vọng tìm đến cái chết nhưng được chị Hồng và Đỗ Đào cứu, từ đó tôi tiếp tục con đường của cha, trở thành cảnh sát. Và lời anh trai nói đã thành sự thật, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, đội trưởng Vương bước vào với khuôn mặt trắng bệch. "Đội trưởng Đỗ, tiểu Giang, kết quả giám định DNA trong vụ án phân xác đã có rồi." Cả phòng lập tức chìm vào im lặng hoàn toàn, biểu cảm của đội trưởng Vương khi nhìn anh trai tôi khiến người cảm thấy lạnh sống lưng. Anh cố gắng nắm chặt bàn tay đang run rẩy từ từ nói. Ừ, cuối cùng cũng có tin tốt rồi. Đội trưởng Vương nhìn anh với ánh mắt không nỡ, sau đó trao báo cáo so sánh DNA cho Đỗ Đào. Đỗ Đào xem xong, giận dữ đập mạnh tay xuống bàn. Quả nhiên là vậy. Cả đội trưởng Vương và Đỗ Đào đều nhìn chằm chằm vào anh trai tôi, nhưng chẳng ai dám mở lời, anh cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi. Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Căn phòng vẫn tiếp tục chìm trong im lặng, thời gian như kéo dài cả thế kỷ. Cuối cùng, đội trưởng Vương với vẻ mặt đầy thương cảm nói. Một trong những thi thể nữ là em gái ruột của cậu, Giang Tư Văn. Chiếc cốc trong tay anh trai tôi rơi xuống đất, phát ra một tiếng bạch khô khốc. Mặt anh đỏ hoe, hỏi lại bằng giọng không thể tin nổi. Ông... ông nói gì? Đội trưởng Vương nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, an ủi. Tiểu Giang, Tôi biết cậu khó chấp nhận điều này, nhưng hãy nén bi thương. Câu nói ấy như rút cạn toàn bộ sức lực của anh trai tôi. Anh phát cuồng, lao vào phòng phục hồi thi thể và vào ngải dai đang mang cơm đến. Ngải dai ngã ngồi xuống đất, nước mắt chảy ròng. Cô hỏi đầy ngạc nhiên. Anh, anh đang vội làm gì thế? Cô ngồi trên sàn, xoa chân, chờ đợi anh trai tôi như mọi khi sẽ đỡ cô dậy. Trước đây, mỗi lần cô khóc, trái tim anh trai tôi như tan nát, chỉ cần cô kêu đau, anh hận không thể chịu thay. Đó là sự quan tâm và tình yêu mà tôi từng có được. Nhưng trong suốt 10 năm nay, tôi không còn cảm nhận được điều đấy. Từ sâu thẳm trong lòng, tôi thật sự ghen tị với ngải sai. Khi tôi nghĩ rằng anh trai sẽ tiếp tục quan tâm đến cô ta, anh chỉ lướt qua cô với một cái nhìn rồi tiếp tục chạy vào phòng phục hồi. Không phải, anh ơi, em ngã đau rồi, em không đứng dậy nổi. Ngải sai kêu lên nhưng tiếng khóc của cô không thể khiến anh trai tôi dừng lại đội trưởng vương lắc đầu cúi xuống đỡ cô lên ngài giai à anh trai cô cô vào xem cậu ấy một chút an ủi cậu ấy đi ngài giai chớp đôi mắt đẫm lẻ ngây thơ hỏi đội trưởng vương anh trai tôi bị sao vậy đội trưởng vương thở dài em gái cô giang tư văn cô ấy chết rồi ngài giai bịt miệng nước mắt trào ra Sao có thể chứ? Có phải là nhầm lẫn không? Nói xong, cô ta cũng chạy thẳng vào phòng phục hồi. Đội trưởng Vương vội ngăn lại. Cô là con gái, đừng vào xem. Cảnh tượng ấy sẽ khiến cô không chịu nổi đâu. Nhưng ngải sai gào khóc. Tôi không sợ, tôi chỉ muốn xác nhận đó có thật là em gái của tôi không? Biết đầu các người đã nhầm. Tư văn sao có thể chết được? Rõ ràng... Mặc dù thông thường, người thân không được phép vào phòng phục hồi nhưng đội trưởng Vương thông cảm với nỗi đau mất người thân của anh trai tôi, cuối cùng cũng cho phép ngải sai vào. Lúc này, tôi không còn trách mình bị anh trai ghét bỏ nữa, người ta nói phụ nữ biết làm nũng thì có số tốt, nhưng từ sau khi mẹ mất, tôi đã mất đi khả năng ấy. Vì tôi làm nũng đòi đi vệ sinh mà đã gây ra cái chết của mẹ và dì, tôi cũng mất luôn quyền được làm nũng, vì không còn ai yêu thương tôi nữa còn ngài giai dường như cô ta sinh ra đã biết cách lấy lòng thương cảm và thu hút sự chú ý cô ta có được tất cả tình cảm mà anh trai dành cho tôi nếu cô ta không đi sai đường tôi thật sự không ngại để cô ta dành lấy anh trai dù sao cái chất của dì tôi cũng có phần trách nhiệm nếu tôi không tổ chức sinh nhật dì và ngài giai đã không trở về nước tôi sẵn sàng dùng mạng sống của mình để đền bù lỗi lầm với cô ta nhưng ngải giai nợ chị Hồng, cô ta phải trả giá cho điều đó. Khi tôi rơi vào tay hung thủ, tôi đã thề trước lá cờ Tổ quốc rằng sẽ không để chị Hồng chết oan, cũng như không để ba mẹ và những đồng đội đã hy sinh ra đi một cách vô nghĩa. Khi ngải giai nhìn thấy thi thể trước mặt anh trai, cô ta chợt dừng lại, không kìm được mà nôn khan. Anh ơi, đây là tư văn sao? Sao lại thế này? Sao có thể Diễn xuất của ngải giai đáng được trao giải Oscar, cô ta tự tay đẩy tôi vào con đường tuyệt vọng rồi lại tự tay vẽ hoa bỉ ngạn bằng máu của tôi, nhưng cô ta quên quá nhanh, sao cô ta có thể dễ dàng tin rằng đối phương chỉ trừng phạt tôi một cách nhẹ nhàng. Có lẽ vì anh trai đã bảo vệ cô ta quá tốt đến nỗi cô ta quên mất thân phận đặc biệt của mình. Anh trai tôi không hề để ý đến sự suy sụp và diễn xuất xuất sắc của ngải giai, anh ấy cắn răng tìm kiếm trong đống thi thể theo trí nhớ thời thơ ấu hồi bé tôi và anh từng đếm xem ai có nhiều nốt ruồi hơn và anh luôn đếm rất nhanh và chính xác anh trai tôi vẫn như xưa thật tài giỏi anh ấy chắc chắn yêu tôi nếu không sao lại tìm ra tất cả những mảnh thi thể có nốt ruồi một cách nhanh và chính xác như vậy lúc này tôi cảm thấy như linh hồn mình nhẹ bẫng đi nhiều tay anh run rẩy giọng nói không tin nổi điều mình vừa nghe chắc chắn có nhầm lẫn ở đâu rồi đây không thể nào là thi thể của tư văn nó dai như con rán sao có thể chết dễ dàng như vậy ngải ra nghe anh nói ánh mắt đầy đau khổ hỏi anh à có khi nào thiết bị giám định dna và hệ thống so sánh của cảnh sát có vấn đề không anh trai tôi không ngần ngại chạm vào thi thể của tôi nhưng lắc đầu mơ hồ và đau khổ không thể nào thiết bị và hệ thống này đều là mới nhất hiện đại nhất hòa ra sâu thẳm trong lòng anh cũng biết rằng kết quả giám định không thể sai. Đỗ Đào bước vào lặng lẽ nói: "Không sai đâu, thi thể nữ còn lại là một đường dây liên lạc mà em gái cậu đã phát triển." Anh trai tôi quay lại nhìn Đỗ Đào, cúi đầu, không dám nhìn thi thể của tôi nữa. Anh biết rõ kết quả giám định không sai, nhưng tâm trí anh không thể chấp nhận được sự thật rằng tôi đã chết. "Tôi không hiểu, nếu anh hận tôi đến vậy" thì đáng ra anh phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng. sao lại trông đau khổ thế này? hay là khi không còn đối tượng để hận, anh cảm thấy trống rỗng và lạc lõng? tôi không dám nghĩ rằng anh sẽ thực sự đau buồn vì tôi, nỗi đau mất người thân anh không nên phải trải qua một lần nữa. ngải ra ở bên cạnh anh trong phòng phụ chế suốt một ngày một đêm cả hai không ăn uống gì, mọi người chỉ còn biết để lại không gian cho hai người từ từ chấp nhận sự thật đau lòng này. Sau khi danh tính của tôi và chị Hồng được xác nhận, vụ án của ba mẹ tôi được hợp nhất vào một vụ trọng án và tỉnh lập một tổ chuyên án để điều tra. Anh trai tôi suy sụp trong một ngày, cả thân hình toát lên sự u ám. Khi đội trưởng Vương dẫn người quay lại hiện trường để khám nghiệm lần nữa, anh trai tôi bất chấp sự ngăn cản mà đi theo. Lần này, anh cứ nhìn chằm chằm vào vết máu dưới đất. Mặt anh tái nhợt hơn cả lần đầu tiên khi suy diễn vụ án giết người. Đội trưởng Vương không nỡ để anh chìm đắm trong những suy nghĩ đau khổ, định kéo anh đứng dậy, nhưng anh lại như một con lừa cố chấp đứng yên, không chịu nhúc nhích. Tôi đứng đó đầy kỳ vọng, mong rằng anh sẽ phát hiện ra điều gì đấy, nếu không, có lẽ chỉ còn cách tin vào số phận. Khi hy vọng trong tôi dần tắt, anh trai tôi đột nhiên bắt đầu vẽ nhanh lên giấy. Từng tờ một, anh như một cỗ máy, lần lượt suy diễn lại các động tác và tư thế của tôi trước khi chết. Dù không hoàn toàn chính xác, nhưng anh đã đoán đúng đôi tám chín phần. Khi anh đã vẽ được 20 bức tranh dựa trên vết máu và dấu vết mờ, anh bất ngờ đứng bật dậy. Tôi biết rồi, em gái tôi có điều muốn nói với chúng ta. Anh sắp xếp lại 20 bức tranh rồi từ đó giải mã móc trò chơi yêu thích nhất của chúng tôi khi còn nhỏ. Anh nhanh chóng giải mã, nhưng dường như không hiểu hết ý tôi muốn truyền đạt. Cái bàn, anh thốt lên rồi cùng đội trưởng Vương dẫn người lục soát khắp nhà máy bỏ hoang, không bỏ sót thứ gì có thể phát ra âm thanh đồng điệu. Nhưng vẫn không tìm thấy gì, tôi nóng lòng đến mức toát mồ hôi, hận không thể nhập vào thân xác anh để trực tiếp dẫn anh đi tìm. Tôi không muốn chứng cứ mà tôi và chị hồng đã phải hy sinh mạng sống để đổi lấy bị chôn vùi trong bóng tối tôi càng không muốn anh trai mình phải chết đúng vậy nếu anh không tìm ra chứng cứ người tiếp theo sẽ chết chính là anh ấy rồi đến nhớ lại lúc đó hùng thủ đã cầm điện thoại của tôi nhập số của anh trai một cách quen thuộc cảnh sát giang số này cô quen chứ tôi không để ý đến gã nhưng hắn tiếp tục nói cô nói xem nếu tôi cho cậu ta biết rằng em gái cậu ta bị bắt cóc, liệu cậu ta có đến cứu cô không?" Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. "Nếu mày dám động đến anh trai tao, tao có chết cũng không tha cho mày." Người đàn ông cười khẩy, rồi lấy con dao sắc bén khắc lên mặt tôi một vết, máu chảy ra từng dòng. "Anh trai cô đã bỏ rơi cô rồi, mà cô vẫn bảo vệ cậu ta, người bình thường không phải sẽ hận anh trai cô sao?" tôi nhổ ra một ngụm máu. Cái loại xúc sinh như mày thì không thể hiểu được tình thân là gì. Người đàn ông chẳng mảy may quan tâm, chỉ tay vào chị Hồng đang nằm bất động dưới đất. Chị em tốt của cô sắp chết rồi. Nếu cô muốn sống, hãy gọi điện thoại bảo Giang Tư Nghiêu đến đây. Tôi biết mình không còn đường sống nữa. Tôi không ngu ngốc đến mức để anh trai đến đây tìm cái chết. Thế tôi cứng đầu, người đàn ông tiêm một thứ gì đó vào cơ thể tôi cảnh sát giang chỉ cần cô lửa anh trai mình tới đây tôi sẽ chừa cho cô một con đường sống nhìn ông tiêm đó tôi hiểu rằng mạng sống của mình đã sắp chấm dứt nhưng tôi vẫn cần phải gọi cuộc điện thoại này có lẽ chị hồng sẽ cầm cự được cho đến khi cứu viện đến hoặc có thể anh trai tôi sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường và sẽ có đề phòng tôi làm theo lời gã cầm điện thoại gọi cho anh trai mặc dù anh luôn ghét bỏ căm hận tôi nhưng suốt những năm qua Mỗi khi tôi gọi Anh vẫn nghe máy Alo Lại gây chuyện nữa à Anh trả lời với giọng đầy mỉa mai Không anh à Hôm nay là sinh nhật của em Anh có thể ở bên em không Tôi nói giọng đầy hy vọng Anh nghe như thể Tôi đang kể chuyện cười Cười đến mức lồng ngực sung lên Giang tư văn Mày đang mơ đấy à Mày không xứng đáng có được sinh nhật Tất nhiên tôi biết mình không xứng đáng từ khi mẹ mất, tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Tôi đã cố gắng quên đi ngày hôm nay, nhưng làm sao có thể quên được rằng hôm nay cũng là ngày rỗ của mẹ và dì. Vậy anh có thể nói với em một câu sinh nhật vui vẻ không? Tôi hỏi, giọng nhỏ dần. Đầu dây bên kia không có ai trả lời, nhưng lại vang lên tiếng của ngài sai. Anh ơi, anh xem bức tranh này mô tả chi tiết quá. Dự đoán và thực tế là hai chuyện khác nhau. Dù biết anh sẽ từ chối Nhưng khi nghe chính anh trai mình cười nhạo tôi Lòng tôi không khỏi quặn đau Nhưng nỗi đau ấy không bằng việc Anh có thể đi xem triển lãm tranh với Ngải Giai Mà không thể nói với tôi một câu sinh nhật vui vẻ Tôi sắp chết rồi Yêu cầu này không phải quá đáng chứ Thật đáng tiếc Với anh trai tôi Mọi thứ yêu cầu của tôi đều là quá đáng Ngay cả việc tôi thở Cũng là sai lầm trong mắt anh Anh cúp máy Người đàn ông đối diện tôi nở nụ cười tàn nhẫn Cảnh sát giang Có vẻ như cô chỉ có thể cùng người trẻ em của mình xuống địa ngục thôi Hắn tiếp tục Cô nghĩ xem Liệu ba mẹ cô Cô đang đợi cô dưới đó không Nếu tôi cắt cô ra thành nghìn mảnh Có lẽ họ sẽ không nhận ra cô đâu nhỉ Gia đình cô thật thú vị Ai cũng bướng bỉnh Nghe nói anh trai cô là một thiên tài Tôi muốn xem cậu ta thừa hưởng bao nhiêu tài năng phát thảo từ mẹ cô nếu có, tôi sẽ cho cả gia đình cô đoàn tụ. Nếu không, cô chị họ tốt đẹp của cô cũng sẽ chết theo cách tương tự. Bà mắc nợ, con cái trả. Chỉ nghĩ đến thôi, cũng thấy kích thích. Hay là cô thử đoán xem, anh trai cô giỏi hơn hay thuốc của tôi mạnh hơn. Lúc này, toàn thân tôi chảo dâng cơn oán hận vô tận. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là con cá nằm trên thớt, bị gã mổ xẻ đúng theo nghĩa đen. Cường đầu như muốn khiến tôi ngất đi, nhưng ý thức tôi vẫn tỉnh táo, dưới tác dụng của thuốc, nỗi đau bị khuếch đại lên đến mức không thể tưởng tượng được. Tôi cảm nhận rõ tưởng vết cắt trên da thịt, nỗi đau khắc sâu vào linh hồn khiến tôi run rẩy. Anh trai tôi lơ mơ trở về nhà, Ngải dai với vẻ ngoài yếu đuối bệnh hoạn, dường như sự thật đau buồn vì cái chết của tôi. Khi anh vừa bước vào nhà, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại trên chiếc ngọc bội mà Ngải giai đang đeo. Anh do dự một chút, rồi đưa tay ra phía cô. Dài dài, trả lại ngọc bội của tư văn cho em ấy. Anh sẽ mua cho em cái mới. Ngải dài ngỡ ngàng. Anh, không phải anh đã nói đây là quà sinh nhật tặng em sao? Anh trai nhìn cô với vẻ khó tin. đò vốn dĩ là quà sinh nhật của tư văn. Anh tự ý đưa cho em. Nhưng giờ em ấy đã chết rồi. Em đeo nó cũng không còn may mắn nữa. Anh nói là vì muốn tốt cho ngải dai, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng không còn sự kiên nhẫn và ấm áp như mọi khi. Ngài giây mím môi, từ từ tháo ngọc bội và đưa lại cho anh trai. Nếu Tư Văn đeo ngọc bội, biết đâu gì có thể bảo vệ em ấy. Biết vậy, em không nên nhận món quà này. sắc mặt anh trai tôi lập tức trở nên trắng bạch. Đúng vậy, nếu không phải vì anh chiếm lấy ngọc bội vốn thuộc về Tư Văn, có lẽ em ấy đã không chết. Ba mẹ sẽ bảo vệ em ấy. Là anh, chính anh đã hại chết em ấy. Sau khi mẹ mất, anh biết rõ rằng Tư Văn sẽ không tổ chức sinh nhật nữa, nhưng anh đã không nhận ra sự khác thường của em ấy. Em ấy đang cầu cứu anh, nhưng anh lại nói em ấy không xứng đáng tổ chức sinh nhật. Đến chết, em ấy vẫn chưa được nghe một lời chúc mừng sinh nhật từ anh. Trước mặt ngải giai, người thân duy nhất còn lại, anh trai tôi đã để lộ sự yếu đuối nhất của mình. Ngải giai nhẹ nhàng ôm lấy anh, trong mắt đầy hối hận, "Là em là em đã hại chết em ấy anh gục đầu lên vai ngải dai khóc như một đứa trẻ dường như anh không nghe thấy lời nói của cô ấy đây là lần đầu tiên sau khi ba mẹ mất tôi thấy anh khóc và đau đớn thay là vì tôi tình yêu thương này lâu nay tôi hẳn mong muốn nhưng giờ đây tôi lại ước ước gì anh có thể tiếp tục đối xử với tôi lạnh lùng như trước trái tim tôi đau đớn muốn nâng tay lên như hồi nhỏ để lau nước mắt cho anh, nhưng tôi không thể làm được. Đêm đó, anh không ngủ, ôm chặt chiếc ngọc bội trong tay suốt đêm. Tôi muốn nói với anh, anh ơi, em không trách anh đâu. Ngọc bội chỉ là một món đồ, sao anh lại mê tín như vậy? Từ khi tôi quyết định sử dụng lại số hiệu cảnh sát của ba, tôi đã biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ hy sinh như ông. Vì vậy, anh à, em thật sự không trách anh xin anh đừng khóc nữa được không nếu ba mẹ biết em lại làm anh khóc họ sẽ lại đánh em đến mức phải chạy khắp nhà như hồi nhỏ nhưng anh không suy sụp quá lâu nửa đêm anh ngồi vẽ những bức phác họa và sáng hôm sau anh lại đến cục cảnh sát làm việc miệt mài có lẽ cái chết của tôi đã gây ra cú sốc lớn cho anh sau khi tôi đi quanh cục cảnh sát một vòng tôi nhận ra anh đã suy luận ra điều mà tôi muốn nói với anh trước vòng tay Tôi thầm nghĩ đầy hy vọng Chỉ cần tìm thấy cổ tay bị mất tích của tôi Là có thể tìm thấy chiếc vòng tay Vì vậy một đội lớn dẫn theo chó nghiệp vụ Đã bắt đầu điều tra kỹ lưỡng Những nơi thi thể tôi từng xuất hiện Chỉ có anh trai Một mình anh trở lại nhà máy bỏ hoang Tôi là hét phía sau anh Đừng mà anh ơi đừng đi một mình Nhưng tất cả những tiếng gạo thét của tôi Chỉ là vô ích Khi anh bước vào nhà máy bỏ hoang Hùng thủ đã xuất hiện tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Anh, sao anh lại ngốc như vậy? Tiếng vỗ tay vang lên trong không gian lạnh lẽo của nhà máy. Không hồ danh là con trai của Giang Hoài Quốc, gan lớn và thông minh thật đấy. Là gan của mày cũng không nhỏ đâu, không chạy trốn mà còn dám xuất hiện tại hiện trường vụ án. Hùng thủ đeo mũ trùm đầu màu đen, đến giờ tôi vẫn chưa từng thấy khuôn mặt thật của gã, nhưng tôi có thể chắc chắn gã chính là kẻ trôn cất một lính đánh thuê nổi tiếng tàn nhẫn, chuyên về chế độc và thuốc. Với hành tung bí ẩn, con người như tên gọi, sau khi chịu thất bại lớn trước ba tôi, gã đã chôn ông ở biên giới, giờ đây ba và tôi đều đã trải qua những cực hình không tưởng. Nhóc con, mày còn non lắm, không biết tao là ai mà dám to gan như vậy. Gã nói với giọng chế giễu anh trai tôi nở một nụ cười quỷ quyệt. Ai nói tao không biết anh lấy từ trong túi ra một bức phác họa khi nhìn thấy bức tranh cả tôi và kẻ trôn cất đều sững sờ anh thực sự đã vẽ ra gã một cách chính xác Hừ, biết thì sao chứ chỉ là một chút thông minh vặt vãnh đáng tiếc là quá muộn em gái mày đã chết rồi gã nói với vẻ tự mãn lần đầu tiên khi nghe ai đó nhắc đến tôi anh trai không mất bình tĩnh em gái tao chưa chết em ấy sẽ mãi mãi sống trong tim tao còn cái đầu và phần xương còn lại của em ấy ở đâu? Anh hỏi với giọng điệu cứng rắn. Kẻ chôn cất chỉ về phía nhà vệ sinh bỏ hoang trong nhà máy. Ở đấy, đã thối giữa lâu rồi, các người thật là vô dụng. Anh vội vã chạy thẳng đến nhà vệ sinh bỏ hoang, quay lưng lại với kẻ chôn cất, tôi hét lên. Anh, đừng lo nữa, mau chạy đi. Nhưng anh không nghe thấy gì, anh dùng tay trần, cày những viên gạch rời. Khi nhìn thấy đôi mắt đã phân hủy nặng, nhưng vẫn mở trừng trừng của tôi, anh trai hét lên để đau đớn. Cùng lúc đó, kẻ trôn cất nhắm khẩu súng vào trái tim anh. Ra đây ngay, nếu không thì anh họ yêu quý của cô sẽ mất mạng đấy. Anh trai tôi cùng tôi quay lại, chỉ thấy ngải dai bước ra, ánh mắt đỏ ngầu. Dai dai, sao em lại đến đây? Màu chạy đi. Anh trai không hiểu gì cả, vì giữa an toàn của ngải dai, anh bất chấp tất cả lao về phía kẻ trôn cất tiếng súng vang lên, ngải dài đã bắn nhưng không chính xác lắm, viên đạn sượt qua chân anh trai, cách kẻ trôn cất một chút. dài dài, em điên rồi sao? mau chạy đi! anh trai hét lên, nhưng đối diện với tiếng la hét của anh, ngải dài chĩa súng vào đầu anh. em không điên, em rất tỉnh táo với những gì mình đang làm. kẻ trôn cất cười lớn, hài lòng với cảnh tượng trước mắt. em họ à? nhanh chóng bắn chết người anh họ mà cô yêu quý nhất đi. Ngải Giai nhìn gã, giọng đầy căm phẫn. Cầm miệng, có tin tôi đánh chết anh không? Tôi cảm thấy tuyệt vọng trước sự ngu ngốc của ngải Giai. Thú vị lắm, cô chắc chắn muốn giết tôi chứ? Kẻ chôn cất cười chế diễu thách thức. Ngải Giai không hề nao núng, đáp lại để cứng rắn. Có gì mà tôi không dám. Lần nữa, tôi thấy sợ hãi. Ngải Giai thực sự là một kẻ điên một kẻ điên không hơn không kém, nếu cô ta chọc giận kẻ trôn cất, cả cô và anh trai sẽ không còn đường sống. Kẻ trôn cất từ từ cởi bỏ chiếc mũ đen, để lộ khuôn mặt đầy vết sẹo cười nhạo. Giết tôi, cô sẽ thực sự trở thành cô nhi. Khi nhìn thấy khuôn mặt bị hủy hoại của gã, ngải giai thì thầm, anh là ai? Người đàn ông ngẩng đầu cười điên cuồng. Ngày sau đó, ngải giai và tay bắn tỉa đồng thời hành động. Ngải Sai bắn hai phát đạn và kẻ trôn cất ngã xuống trong sự kinh ngạc. Chết tiệt, tôi lại bị cô lừa. Chẳng phải cô đã uống thuốc sao? Ngải Sai loạn choạng bước đến trước đầu tôi, quỳ xuống và cúi đầu. Xin lỗi em gái Tư Văn, chị đã sai. Cô ta liên tục lặp lại câu xin lỗi khi đội trưởng Vương và đồng đội tiến đến. Cô nhìn sâu vào mắt anh trai, rồi chĩa súng vào thái xương của mình và bóp cò màu bắn tung tóe khắp nơi. Lúc đó, tôi không biết liệu mình có nên tha thứ cho cô ta hay không. Khi bị tra tấn đến chết, tôi đã biết rằng ngải dai bị lừa. Sự thù hận của cô đã bị kẻ chôn cất, kích động từng chút một. Tình yêu bệnh hoạn và cố chấp đối với anh trai cũng khiến cô ta trở nên điên loạn. Vì vậy, cô ta nghe theo sắp đặt của kẻ chôn cất, dùng điện thoại của chị Hồng gửi cho tôi một tin nhắn. Nhà máy bỏ hoang ở phía tây thành phố, đến ngay, tuyệt đối không mang theo người. Chị Hồng đã thâm nhập vào chỗ địch và mất tích 2 tháng. Thường thì mỗi tháng, chị ấy sẽ báo cáo tiến độ với tôi một lần. Khi mật thám vô cớ mất tích, phần lớn là đã xảy ra chuyện. Trong lúc lo lắng, tôi nhận được tin nhắn từ chị Hồng. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy mật mã móc, mật mã mà chỉ có tôi, anh trai và ngài sai biết. Tôi đã quyết định tin tưởng và đi đến địa điểm hẹn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng vấn đề lại nằm ở ngải giai. Sau khi đi xem triển lãm tranh với anh trai vào ngày sinh nhật, cô ta đã đến nhà máy bỏ hoang để lấy máu của tôi rồi thi yêu cầu của kẻ chôn cất, vẽ đóa hoa bị ngạn và gửi nó đến sở cảnh sát. Lúc đó, ngải giai bình tĩnh đến đáng sợ, Người thơ nghĩ rằng như vậy sẽ trừng phạt được tội lỗi của tôi trước đây. Cô ta bình tĩnh bắn kẻ chôn cất và cũng bình tĩnh tự kết liễu đời mình. Sau khi kẻ trôn cất bị khống chế và đưa đi, anh trai tìm thấy chiếc vòng tay trên cổ tay tôi. Anh run rẩy mở chiếc vòng ra và tìm thấy thông tin chỉ dẫn được giấu bên trong. Dựa theo thông tin đó, họ đã tìm thấy tất cả các bằng chứng phạm tội mà tôi và chị Hồng đã thu thập được, đủ để đưa kẻ trôn cất và băng nhóm liên quan ra tòa tử hình. Nhiều căn cứ bí mật và số lượng lớn hàng hóa bị phát hiện và tiêu hủy, danh tính của kẻ trôn cất bị lộ hoàn toàn. Gã không giống như các băng nhóm tội phạm khác. Gã quen hành động một mình, không tin tưởng bất kỳ ai, nhưng lại lợi dụng lòng người để ép buộc người khác phục vụ cho gã. Người bị lợi dụng đến chết vẫn không biết vì sao mình chết. Ví dụ như ngải giai. Gã mù quáng tin tưởng vào thuốc và độc của mình, nghĩ rằng ngải giai sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất trong việc trả thù, nhưng sự tự tin thái quá đã khiến gã thất bại. Anh trai tôi cũng không hành động một mình. Đội trưởng Vương và Đỗ Đào đã bố trí hai đội ngũ để phòng ngừa việc hành động bị hung thủ phát hiện và bại lộ. Anh trai tôi, thông qua việc phân tích tâm lý của kẻ thủ ác, đã đoán rằng gã cực kỳ tự phụ và tự tin. Rằng xương cốt và những thứ tôi giấu chắc chắn vẫn còn tại hiện trường. Họ không hành động thiếu suy nghĩ mà kết hợp với thông tin do Đỗ Đảo cung cấp lập ra một kế hoạch hành động tinh vi nhằm đạt được thành công trong một đòn duy nhất. Ngay cả khi không có sự xuất hiện của ngải dai, kẻ trôn cất cũng sẽ bị bắt. Chỉ là rất có thể anh trai tôi sẽ bị thương. Anh đã thực sự bi thương, em gái ruột chết, cô em họ mà anh yêu thương bị lừa dối rồi tự sát. Đó là cú sốc chí mạng đối với anh. Anh giữ lời hứa ở lại với nhân viên phục chế để phục hồi cơ thể tôi, tự tay vẽ một bức chân dung cho tôi, trông giống hệt tôi vào ngày sinh nhật đó. Trên bức chân dung, anh viết từng nét một, em gái yêu xấu nhất. Anh đứng trước bức chân dung, nói đi nói lại, em gái, anh xin lỗi em là lỗi của anh. Em gái, sinh nhật vui vẻ. Chỉ cần em muốn nghe, anh có thể nói cho đến khi em chán. Tôi khóc như mưa. Anh ơi, Em cảm ơn anh đã nhặt xác cho em. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nghề nghiệp của anh trai khiến anh không có thời gian để quá đau buồn. Anh lập tức tham gia vào một vụ án mới. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, anh trai đưa tôi và Ngải Giai đi chôn cất. Người chết như đèn tắt, tôi cũng không hận Ngải Giai nữa. Cô ta đứng cạnh tôi liên tục xin lỗi. Tư văn à, chị không biết tại sao mình lại mất trí. Chị không định khiến em phải chết. Xin lỗi em. Tôi không hận, nhưng cũng không thể nói là tha thứ. Cô ta không biết về thân phận đặc biệt của tôi và chị Hồng. Nhưng điều đó không phải là lý do để cô ta đi vào con đường sai lầm. Cô ta có thể ghét tôi, đánh tôi, mắng tôi, có thể mãi mãi chiếm lấy tình cảm của anh trai. Nhưng cô ta không nên giết những người vô tội. May mắn thay, cô ta đã kịp thời dừng lại, tránh được tổn thương lớn hơn. Chị họ, cảm ơn chị đã cứu anh trai em tôi nói với lòng biết ơn chân thành cơ thể tôi dần dần tan biến và tôi dường như nghe thấy ba mẹ đang gọi tôi quay đầu lại tôi thấy họ đang vẫy tay với tôi văn văn ba mẹ tôi gọi lớn chạy về phía họ con gái ngốc à con đã chịu khổ nhiều rồi phải không có ấm ức không không khổ đâu sinh ra trong thời bình thật là may mắn cuộc đấu tranh với tội phạm không phải là một cuộc chiến không có khói súng vì sự bình yên của đất nước chịu đựng bao nhiêu khổ đau cũng đáng bà mẹ ôm tôi vào lòng đó là cái ôm ấm áp mà tôi luôn nhớ trong ký ức tốt lắm văn văn nghịch ngợm của chúng ta đã trưởng thành rồi kiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ đất nước non sông này tôi gật đầu quay lại nhẹ nhàng nói với anh trai anh trai yêu dấu kiếp sau gặp lại các bạn thân mến Câu chuyện mà chúng ta vừa khám phá không chỉ chạm đến sự hồi hộp mà còn khiến chúng ta suy ngẫm sâu sắc về những mối quan hệ gia đình và những hậu quả của sự thù hận. Cảm xúc của tôi khi nghe câu chuyện này là một sự kết hợp giữa sự bàng hoàng và sự cảm thông sâu sắc. Câu chuyện cũng cho chúng ta những suy ngẫm. Trong những lúc khó khăn và đau đớn, chúng ta cần phải nhìn nhận và hiểu rõ những hậu quả có thể xảy ra từ sự thù hận và những lời nói vội vàng. Các bạn thân mến, nếu thấy câu chuyện này hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.